chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bách Cứng nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu về một cái dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Đây là dòng sản phẩm nói chung là đã sản xuất và sử dụng rất là nhiều năm qua, nhưng mà hôm nay em đã về hàng lại cái hàng FT LVES của Mỹ này rồi. Đây là dòng sản phẩm giúp hỗ trợ là tẩy đi những tế bào chết, kể cả khuôn mặt và body đều được nha. Đây là một dòng sản phẩm cực kỳ hot và đặc biệt là đang được rất là nhiều chị yêu săn luôn. Khi mà đã sử dụng cái dòng sản phẩm FT này rồi á, mà tẩy da chết rồi thì mọi người không thể nào tìm được một cái dòng sản phẩm tẩy da chết mà nó phù hợp với da mà nó rất là dễ chịu như này. Đây là một cái dòng sản phẩm vừa làm trắng da vừa lấy đi những tế bào chết cực kỳ an toàn. Đây là dòng sản phẩm của Mỹ dành cho da mụn, và đặc biệt là các chị em hay sử dụng cái dòng sản phẩm này được tẩy da chết về mặt và body rất là ok. Cái thành phần của nó là từ 100% là từ thiên nhiên, là gồm có collagen, protein và chiết xuất từ những cái hạt thiên nhiên. Quả mơ được biết đến là một cái quả có lượng là carotenoid, đặc tính của nó là như một cái dòng sản phẩm vitamin E gì đó, cao nhất và có cái độ chống oxy hóa rất là hiệu quả. Với những cái tác dụng này thì quả mơ nuôi dưỡng làm tươi trẻ làn da, nhẹ nhàng giúp da trở nên đẹp nhất có thể. Bột ngô là một loại bột được dùng để tẩy tế bào chết tự nhiên nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả, bằng cách giúp làn da tái tạo và đặc biệt là giúp cho da được tươi tắn, mịn mềm mại hơn rất là nhiều. Được sản xuất từ quả óc chó rồi nha mọi người, có tác dụng là tuyệt vời. Nó có tất cả những thành phần tẩy tế bào chết tự nhiên trong kem giúp tẩy đi những tế bào chết. Quả óc chó có nhiều nước giúp cho bạn một cái làn da khỏe mạnh và tươi mới hơn. Ba thành phần trên hòa quyện cùng một cái sản phẩm tẩy tế bào chết, giúp tẩy sạch những cái tế bào chết đen sạm và bám trên da, làm da xấu xí, sần sùi và khô ráp. Có thể dùng 2 lần mỗi tuần để da luôn mịn màng, hấp thu những cái lít tông dưỡng trắng nhất. Tuy nhiên khi mà massage các hạt theo cái cảm giác điều chỉnh của lực massage tránh gây đau ráp nha mọi người. Đây là bắt đầu là em sẽ mở cái hộp ra cũng như là cho mọi người biết về cách sử dụng của dòng sản phẩm này như thế nào để mọi người khỏi mất công mua về bỡ ngỡ luôn nha. Hướng dẫn sử dụng: mỗi ngày mấy chị có thể là sử dụng 2 lần mỗi tuần. Bước thứ nhất là làm ướt da mặt và toàn thân, tức có nghĩa là tối nước toàn cơ thể nha. Bước thứ hai là lấy một lượng kem ủ massage được trong vòng 2-3 phút là massage mặt hoặc là body tùy theo mấy chị thích sử dụng nha. Bước thứ ba là rửa mặt lại bằng nước. Tốt nhất bạn nên sử dụng cái sản phẩm này mỗi tuần 2-3 lần để đạt một cái hiệu quả tốt nhất. Đây, hiện tại là hàng phát rất là nhiều nên mọi người mà lưu ý giúp em mua cái dòng sản phẩm này á, để tránh được cái hàng giả hàng nhái thì mọi người có thể là liên hệ cho em qua số hotline là 0355 838 057 để được đặt hàng nha. Đây là một cái dòng sản phẩm gel tẩy da chết nè, giúp loại bỏ đi những cái tế bào chết rồi giúp da được căng mịn bóng hơn, giúp da được trắng hơn. Khi mà mấy chị đánh kem vào thì nó sẽ thẩm thấu những cái chất kem vào trong da để cho cái da mình được trắng trẻo và đẹp hơn, không bị lộ kem nữa nha. Đây là một cái dòng sản phẩm gọi là dòng sản phẩm là 2-in-1, tức có nghĩa là vừa sử dụng được cho mặt mà vừa sử dụng được cho body, rất là tuyệt vời. Chị nào mà đang muốn tìm một cái dòng sản phẩm tẩy da chết an toàn chính hãng thì hãy nhanh tay liên hệ qua cho em qua số hotline là 0355 838 057, hoặc là mọi người có thể là liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Nít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái Zalo bên em qua số là 0933 766 739, hoặc là qua số là 0773339279, và mọi người có thể là liên hệ qua số hotline bên em là 0355 838057 nha mọi người. Hãy nhanh tay liên hệ cho em để mua một cái dòng hàng chính hãng và giá tốt như thế này về sử dụng nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn thành công. Mà muốn mua hàng chính hãng thì alo ngay cho em qua số là 0355 838057.